Thời gian vừa qua, mạng xã hội liên tục lan truyền tấm ảnh cưới của cô dâu Hoàng Thị Án 1978, Phú Thọ, còn chú thể tên Nguyễn Hữu Hoàng 1999, Hưng Yên. Kèm theo đó là giấy đăng ký kết hôn ghi rõ rệt địa chỉ, ngày tháng năm sinh của cả hai người. Nhiều người thì nhanh tay chúc phúc cho cặp đôi đổ lệch, nhưng cũng không ít lại cho rằng họ đến với nhau vì vật chất, thậm chí chú thể còn bị lừa. Hình ảnh của cặp đôi hơn nhau 21 tuổi mau lẹ được chia sẻ. Được biết, cặp đôi đã đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Lãnh đạo xã Đại Đồng khi đó cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin. Vị chỉ dẫn cho biết cặp đôi đi làm cùng công ty sau đó yêu nhau, rồi về xã xin đăng ký kết hôn. Theo luật pháp thì cả hai đều đã đủ tuổi kết hôn, không vi phạm luật pháp nên xã đã làm đăng ký kết hôn cho cả hai, vị chỉ dẫn nói. Ngay sau đó, cô dâu 41 tuổi đã trải lòng mình, chúng tôi đã trải qua khá nhiều gian khổ thế hệ đến được với nhau. Ban đầu là gia đình, bố mẹ anh ấy có phần lo lắng. Nhưng anh ấy đã phân tích cho bố mẹ hiểu về sự đồng cảm của cả hai. Còn thiên hạ nhiều người không hiểu lại cho rằng anh ấy đến với tôi vì tiền. Nhưng chúng tôi yêu nhau là có thật. Tôi yêu mến hoàn cảnh của anh Hoàng, yêu mến mẹ anh và cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành chứ không như những gì người ta đang đồn thổi, thật sự những lời nói của mọi người khiến chúng tôi rất buồn, anh Hoàng tâm sự. Nói rồi, chị Án trải lòng về cuộc đời mình. Thời con gái chị cũng trải qua vài mối tình nhưng không thành. Vốn ở vùng quê nghèo khó lại không ra ngoài nên chị cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện chồng con. Năm 30 tuổi, chị cũng được vài người manh mối, nhưng có lẽ chị không có duyên, họ cứ tìm hiểu rồi lại đi khiến chị buồn vô cùng. Ai cũng bảo chị cao số, nhưng chị chỉ nghĩ duyên chưa tới. Khi tôi ngoài 30 tuổi thì bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, vì thế tôi đi xin việc ở vài công ty xa nhà. Cuối cùng tôi xin vào một công ty ở Hải Phòng làm công nhân. Tôi xác định không lấy chồng nên đồng nghiệp cho tôi vào diện gái ấy, chị Án tâm sự. Đến cuối năm 2018, chị Án và Hoàng quen nhau, họ thành đồng nghiệp tại một công ty. Được ngồi làm việc cùng nhau, làm trong một đội nên cả hai xoàng xuyên thì thầm, tâm sự. Sau vài câu bông đùa bỗng nhiên họ trở nên thân thiết đến lạ và như ngầm hiểu duyên tình của nhau. Những ngày đầu chị Án được Hoàng đưa đi chơi thì rất ngại. Việc hẹn hò dường như với chị quá ngượng ngùng. Thế nhưng, Hoàng đã giúp chị xóa bỏ mặc cảm, cả hai mở màn cảm nhận được tình cảm của nhau. Chị Án ngày càng yêu mến Hoàng vì Hoàng thì thầm có duyên và nhiệt tình khác biệt đến chị. Yêu nhau được vài tháng, chị Án và Hoàng cùng sống thông thường và cặp đôi quyết định công khai với bạn bè mặc kệ sẽ phải chịu nhiều áp lực. Chia sẻ với Khám Phá, mẹ chú rể mở màn kể về chuyện của Hoàng với nàng dâu xoàng mẹ chồng chỉ 12 tuổi. Người mẹ kể chuyện đám cưới của đàn ông với người phụ nữ 41 tuổi. Ảnh Khám Phá. Tôi vốn tàn phế ở chân, lại quá lứa lỡ thì nên không lập gia đình. Năm 33 tuổi, tôi quyết định đi kiếm một đứa con với hy vọng sau này về già có người đỡ đần. Thế rồi, tôi sinh ra thằng Hoàng rất kháu khỉnh và thông minh. Tôi luôn nghĩ hai mẹ con sẽ có một cuộc sống bình dị. Ngờ đâu, nó 14 tuổi thì bị sốt rồi biến chứng liệt nửa người bên trái, không thể cứu vớt chữa được, mẹ chú rể 20 tuổi tâm sự. Dù bị liệt nửa người nhưng Hoàng vẫn có thể đi lại bình soạn. Học hết cấp y, Hoàng mở màn nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ dịp nhà, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau đó, Hoàng chuyển ra Hải Phòng làm giày da, đó cũng là thời điểm cậu gặp gỡ chị Án. Tôi nghe thằng bé nhỏ kể, nó tình cờ làm cùng đội lại ngồi sát cạnh con dâu. Sau đó hai đứa bé nhỏ duyên rồi yêu, chuyển về thông thường sống với nhau. Thi thoảng về nhà, nó cũng kể cho tôi nghe chuyện đang quen một người hơn tuổi. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đam mê thủ gái hơn nó 23 tuổi, chứ ngờ đâu hơn những 21 tuổi. Thậm chí, con dâu chỉ xoàng tôi 12 tuổi, người mẹ chia sẻ. Tôi bán 15 con chó con thế hệ có tiền làm đám cưới cho nó. Yêu nhau chừng một năm, Hoàng quyết định đưa ra mẹ thủ gái về ra mắt mẹ và đòi tổ chức đám cưới. Thấy được sự chân thành của con, người mẹ đã đồng ý.
Ngày lên Phú Thọ, người mẹ nghèo quyết định mời gia đình thông gia ra nhà hàng ăn bữa cơm đạm bạc rồi xin rước dâu về dưới xuôi. Ảnh cưới của cặp đôi cô dâu hơn chú rể 21 tuổi. Tới nay, hai hiền thê chồng Hoàng Hán đã cưới nhau được hơn một tháng. Cả hai cùng chuyển về làm ở gần nhà để tiện chăm sóc cho ông ngoại và mẹ. Đến giờ, mẹ chồng nàng dâu chưa hề xảy ra bất đồng trong cuộc sống. Từ ngày cưới hiền thê, Hoàng tu chí làm ăn hẳn. Tôi thấy vậy mừng lắm, chỉ mong chúng nó ổn thỏa rồi sinh một đứa cháu nội. Người mẹ chia sẻ.